Ok, và chào mừng tất cả các bạn đến channel của mình là Thân KR. Và hôm nay có một bạn hỏi mình là làm sao để kiếm free cash, kiếm tiền 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 nạp á, mà kiếm bằng miễn phí. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho, nhưng mà này cũng dễ à. Thì các bạn cứ vô trong trong cái chỗ mà mua tiền nè, rõ hiện là free cash on with nè, đó trên đây nè. Đó, các bạn nhấn vô thì nó đợi một chút để nó load những cái trò game. Những trò game các bạn có thể chơi được, ví dụ như là đó, down game, ví dụ cái trò đầu tiên nè, down game cái gì nè, of world, và nâng cấp trò chơi lên level 5 là bạn sẽ được nhận được 33 cash, 33 tiền nạp. Hoặc là các bạn chơi cái trò này nè, chơi cái trò này lên level 10, khi bạn mà chơi trò này mà lên level 10, các bạn sẽ nhận được 149 cash. Giống như cũng tương tự giống đó thôi, thì cũng install Mobi and Complete Hero 1 đến 3 đó. Thì các bạn cứ vừa hoàn thành cái hero gì nè, hoàn thành cái anh hùng gì đó 1 đến 3, rồi các bạn cứ nhìn cái yêu cầu đó nè, nhìn yêu cầu trên đây của nó nè, đó trên cái dòng chữ trắng á, đây nè, dòng chữ trắng này nè, các bạn cứ nhìn yêu cầu đó. Rồi các bạn thấy cái trò nào mà hợp với các bạn á, nó này như update to level, các bạn chơi trò này mà trò này nè mà lên được level 6 thì bạn nhận được tiền rất là dễ dàng. Các bạn cứ chơi 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 đi, thì các bạn cứ tải về rồi chơi, tải về rồi chơi, tải về rồi chơi. Các bạn thấy cái trò này không, level 6 bạn nhấn chơi trước, xong rồi họ lên level 10 nhấn cái trò này, nó bạn sẽ được 100, tổng cộng là các bạn được gấp đôi số tiền đó lại. Mình thì mình không thích cày game nhiều, từ điện thoại mình nó yếu, nên là mình sẽ cứ chơi thoải mái, chơi mình thì mình nạp tiền, chứ mình không có cày game nhiều thì điện thoại mình nó hơi yếu. Nên là các bạn nếu điện thoại cứ thích á, cứ cày được nhiêu tiền nó xong rồi các bạn xóa thì game đó, xong rồi chơi những trò game khác. Một cái trò game nó chơi được một lần thôi rồi cái trò game nó tự biến mất, nó sẽ xóa trong trong cái giao trong cái khung free cash này. Xóa hay là còn thì mình cũng không nhớ nữa, tại vì trước mình có một thằng bạn nó cũng chơi giống vậy mà mình quên rồi. Mình không chuyên gì cái này, nên là xong rồi nếu mà các bạn nhận được á, thường là nó sẽ cho các bạn thời gian, bấm vô các bạn nó sẽ cho các bạn thời gian để nhận nè, đó cái nè, cái quy định nè đó, cài đặt, hoàn thành tutorial, hoàn thành cái bước luyện tập á, rồi tap on the head water, xong rồi hoàn thành những năm bước này nè, là các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng này. Nếu bạn chưa thấy nhận được tiền thưởng thì các bạn bấm vô đây nè, Miss Podcast, thì nó sẽ hiện ra đó, nó hiện ra cho các bạn. Đó là các bạn muốn nhận free cash thì cứ cứ tải game về chơi thôi. Còn free cash ở đây nè, đó phim hoặc là free with order nè. Thì mình cái này là vàng, thì mình sẽ chỉ các bạn cày vàng, nó cũng y chang như vậy thôi, nhưng mà cái vàng nó cũng thấp hơn, cái nó cũng trò game, những cái trò game vậy đó. Các bạn cứ vô tải những trò game này về rồi chơi những cái yêu cầu nó cho trong cái trò game á, hiện lên là đây là những cái yêu cầu nó cho nè đó, thì các bạn tải chơi về những yêu cầu nó cho. Nếu bạn nào không biết tiếng Anh á thì có thể dùng Google Translate, Google dịch để bạn dịch nó. Đó, đây là những thứ mà mình muốn nói. Lâu rồi mình cũng không có chơi. Ồ, nó ra thêm những cái gì nữa nè. Sao nhiều dữ vậy? Mình double pet đây. Rồi sao mình không hiểu đây? À, hiểu rồi. Nó chơi như Apple thôi. Nhưng mà... Nine Apple chứ. One shot. Này, có cái là... Này, những cái nhẫn đẹp quá nè. Này, còn... Này là... Chọn lỗ. Và có đường kim chỉ dẫn, còn cái này là không có đường kim chỉ dẫn, không chọn lỗ. Ok, là hiểu rồi. Vậy mình thử mình nè, lâu rồi không chơi nên mình nó ra những cái khúc mới mình cũng không biết được. Dallas Cowboy, lâu rồi chẳng có chơi nữa nè. Đó, đây là nhìn thấy là đã rồi, kêu kêu mới luôn, lâu rồi không đụng vô.
Chắc còn là đánh đánh rồi luyện luyện này quá. Chọn lỗ mà đánh lỗ nào mà vô cũng được mà đúng không? Chắc vậy chứ đâu phải là nhất thiết đánh một trái đâu, mình coi coi. Sai bi. Đánh trái số 2. Mình phải chọn trái nào đánh trái đó. Mướt quá vậy. Đánh nghe im ru luôn. Ôi. Là cái này là hết chơi cái vụ kia được rồi, hết chơi gian lận được rồi. Gian lận là những cái chồng với đó đôn với cái này cái giấy kia vô, hết chơi gian lận được rồi. Buồn thiệt chứ. Ồ, vậy là mình chọn đúng lỗi mà bính trái nào vô cũng được. Rồi hiểu rồi. Cuối cùng cũng đã hiểu. Ôi, đánh ngu. Này ta gọi là ngu thì chết chứ không phải là gì hết. Đây đi. Nói chung là mình đánh chơi thôi. Thật sự mình không muốn ăn mẹ gì hết á. Xin lỗi bạn, mình về chưa hề. Giờ mình đánh chơi thôi, mình muốn ăn tiền hay gì đó. Thử coi những cái này nó như thế nào. Tại mình không có chơi lâu rồi, lâu lắm luôn rồi. Cả mấy tháng luôn rồi, chứ không có đăng, không có vô coi nó như thế nào. Mình không biết có gì mới. Mém tí nữa. Ôi, dao, dao. Kỳ vậy. Chiếc kịch. Im mới là nghe nghe tiếng nó im ru luôn chứ không có, chứ nó không có nghe ồ ồ như hồi xưa nữa. Nhìn nghe nó mướt dễ sợ. Thế là thắng rồi hả? Nhanh vậy. Ok, mình sẽ đánh một ván này và một ván kia. Mấy thằng này nó cứ chơi rồi cứ thấy rồi sao không hiểu. Nine ball mình chơi được 13 nhẫn này nè. Mình qua thử bên đây coi. Intambur Challenger. À, không có vui lai like là vậy. Là không có kim chỉ dẫn mà cũng không cần bấm cái kia luôn, không cần bấm chỉ bấm đánh này. Đó, hạnh phúc. Vui lai like, không có vui lai like thì mình chơi không biết được hay không nha. Tại ít khi mình chơi luôn không có vui la lắm. Chơi kia ghét quen rồi. Đánh này đánh thử thì vui thôi chứ không biết chơi được không. Ủa đánh sai bi à? Trời. Tưởng nó quy số 3 hay kỹ năng bi rồi, tưởng nó quy số 3 chứ. Nhầm. Nhầm to. Này giờ không đánh dưới lên, đánh này chơi 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 sáu phèn nhau vậy. Diễn chơi ý là chi ăn bi trắng ăn bi vàng hụt không vô gì hết. Ý diễn chơi thiệt, bà diễn chơi thiệt.
Hứa đánh ngã đánh lung tung là chứ không đánh theo quy luật gì hết á, đánh nó kiếm tiền, nó kiếm ma bi thôi chứ nó không, nó kiếm bi này vô thì nó ăn thôi chứ nó không vô quy luật nào hết. Nản ghê, nản ghê gì đó hà. Cần nhường nó thắng anh ta. Rồi thoát nữa quá. Dân chơi đây toàn dân chơi thoát không hà. Mẹ. Trời gì mà để cho nó ăn được. Thiệt là đau lòng. Thiệt là đau lòng. Hụt đi. Ý, hụt đi. Hụt. Chắc chắn là hụt rồi. Rồi tôi kinh nghiệm lâu năm cấp trăm mấy. Lại đó. Tại sao? Tại sao gặp tôi lại thoát? Tôi làm gì đâu? Ý hí. Ừ, đánh lại dán này coi, đánh này vui nè, chơi này vui nè, đánh lại dán kiếm kiếm đứa nào không thoát rồi chơi, cứ thoát chơi bình thường đi, thua thì chấp nhận thua, chơi thì chấp nhận thua, chơi thì sẽ nhục, đau lòng thiệt. Mà chơi hôm nay toàn là những đứa mễ không à, những mấy đứa mà nói tiếng gì đâu, Ả Rập và mễ đó. Lâu lâu bữa mình chơi lâu lắm thật, về sự là mình lâu vô gặp được cao thủ chứ, mấy thằng mà YouTuber mà nó chơi cái này nè trên mạng á, đánh mát hay luôn. Nó phải khen mình, nó đánh mát hay luôn. Mình hay coi có hai hai ti hay hai ti xd á, nó đánh. Lâu lâu có cái cú chợt thì cũng tội thiệt lắm. Tiêu nó chạm vậy thôi, môi chạm môi. Hôm qua anh thấy ơi người ấy đang trong tay bơi con nào đây ấy. Ước gì nấu anh như cá vàng. Ok, không trúng gì hết. Ok. Trời ơi, tôi mừ. Không vô là một chuyện buồn đó. Cũng phải có chơi vô thôi. Hồ mày. Em chết hè. Ui trời. Ta. Ôi về đôn hả? Đôn đôn mấy anh này đánh không biết tới đâu mà đi đôn. Những dân chơi này thể hiện ghê quá. Đánh không biết trúng tới đâu mà đi đôn. Cái gì mình đánh ngu với anh Lucky cái gì, đánh không biết tới đâu mà đi đôn. Ghê, dừng chơi nửa mùa đánh hên bản lúa. Rồi đó, cú này là hơi bị khó nè. Thường mấy thằng này đánh hơi ít được mấy khúc này, không là khúc này dễ nhưng mà ít có thằng nào đánh được lắm.
Y chang mình nói luôn. Này tôi mới khó nè. Đối với trình độ một cái hàng một cấp 101 thì làm sao mà có thể mà hụt được những cái trái kiểu được. Nhưng mà nó chơi vậy chứ cũng hụt nhưng mà ít thôi. Quá hay chơi đội chủ nhà luôn. Win luôn. Tự nhiên vô chơi lại thì win 3 trận không biết mẹ gì hết. Thấy tiền mình không? Đây là số tiền mình có nè. Ừ cái đồng hồ này. Đây số tiền đó, số tiền đó. Ý số tiền đó 8 triệu. Bỏ quảng cáo hoài. Thì có gì mới không? 2 đồng. Thôi 31 cash. Không thèm. Không thèm. Không thèm. Hồi trước mình đã từng mua cái hộp này rồi nè, hộp dưới nè, hộp quỷ nè. Đó, hộp quỷ nè. 70 mấy đồng. Cái trò này mình đã tiêu tốn vô trong đây hết là gần 300 đô. Tính ra là 6 triệu tiền Việt Nam. Được full kills, 10 cái kill legendary. Yeah. Tiền lên được 8 triệu mấy. Ma hơi. Ma hơi ma hơi. Mơ hơ mơ hơ mơ hơ. Toàn là mấy thằng mà toàn Ả Rập đâu không. Chứ đục kích cũng vậy. Gặp toàn Ả Rập không. Ả Rập vô quá trời. Giết Ả Rập nó toàn độc chiếm hết game mà. Giống như Trung Quốc vậy đó. Hết gian này à. Gian này cố gắng thắng hết gian à. Nghỉ. Được. Biết chắc lắm mà sẽ vô đó mà. Want you way back home. I want you to call away. Đù. Mém chết. I do. Thôi thì mình chơi ăn gian vậy. Đó là cách ăn gian hiểu không? Các bạn đó là cách ăn gian không? Đó, ăn gian, đồn, vô, hắn. Lại thoát game. Tao đã làm gì? Tao làm gì trái? Sao lại thoát game nó vậy? Ok, và hôm nay là video tới đó thôi. Mẹ mình đã chỉ các bạn chơi kiếm cash, kiếm free, phi tiền, hiểu không? Các bạn đã, à, chắc các bạn hiểu mà. Mình đã chỉ các bạn kiếm free tiền và đó, những thứ kia đây này nhàn nhẫn của mình đi luyện nhẫn gì nhàn nhẫn của mình có vài nhẫn mới chắc là có những cái trò mới rồi. Dallas với này hàng này là mình mới chơi Beijing với thằng Bueno cái này không biết là cái gì để mình search thử cái này là cái gì vậy? Không biết này đánh sao luôn chắc đánh 8 bóng chứ. 8 bóng là đánh trái thứ 8 cuối cùng. À, không gui lai, không gui lai thì dễ thôi. Mình sẽ làm mỗi cái 2 gián các bạn coi nha. Bạn mỗi cái này gián thôi, thắng mình nghỉ. Ok. Giờ mình đánh theo màu là màu màu là màu 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 đó vậy đi. Ok, mình sẽ đánh theo màu vậy đi. Rồi mình sẽ nay mình sẽ quay các bạn coi chơi. Chứ mình lâu rồi mình cũng không chơi, mình nay mình quay các bạn coi coi mình chơi. Kỳ vậy, đánh giật giật kỳ cái kia trên báo những thông tin đua nhau đi mua hàng người đàn bà hơ hơ xung lên chuyện ngược thì nơ năng. Nghe nhạc không? Mấy con nghe nhạc đi. Teleport to the shake up you. I hate everything.
Well, you're really yay, great because you can do pretty much everything with it, like type. Hate it. Or take notes. Hate it. Or even multitask. Multi-hate. Yeah. You can do all the things you hate. Great. Ooh. Ooh. Hey, vậy. Này luyện nhiều quá quen. Chắc mấy thằng admin game này nó thấy ít ai chơi cái game gua này quá nên là no gua like này quá nên là nó mới tạo này cho mấy thằng này tập đánh cho nó nhiều kinh nghiệm hơn. Khùng nè nó ở dưới bánh banh cái này không bánh ừ đó. Your love, you love to send me, cause somebody like me, I'm not over lightly. Maybe crazy to mind me, say, oh, this will talk too much. Grab on my waist and put that body on me, coming out over lightly, coming out over lightly.